Em tiếp tục với những chuyên mục lột hàng, khui hàng cho quý vị đây. Chiều nay bóc được một số mã hàng, em quay luôn cho quý vị. Phải nói luôn là toàn hàng độc, con này độc này. Tiếp theo đến con Pao đời nông, đẹp không tì vết, thêm thùng xốp và thả vào xong. Em dám ra nhanh này. Con đầu CD Vietat, con này cực kỳ lạ, giá 3,8 triệu. Con Pao đời nông 10,8 triệu. Con này đẹp không tì vết. Tiếp tục con âm ly Sony. Con âm ly Sony TA FB 720R 5,8 triệu. Tiếp tục này, sang đến đôi loa JBL hàng của Mỹ, 2 bát 40 khủng. Con này phải nói là dòng khủng nhất từ trước đến nay. Em đã bán nhiều đôi loa cũng cái dòng như này, 2 bát 40 này, 2 bát 40 này, nhưng con này nó thiết kế còn khủng nữa. Cái hậu này của nó sâu, những con kia nó, cái hậu này này nó chỉ tầm khoảng độ 40 thôi, nhưng con này hậu nó sâu đến 50 cơ. Hậu sâu 50, cao hơn, to hơn, khủng hơn. Đấy, còn kích thước như này chúng em báo. Tất cả xung quanh đều có logo JBL dọc hết đây. Hàng của Mỹ xịn luôn, bao xịn, bao zin, bao đẹp. Đẹp keng. Con này có giá là 19,9 triệu. Bắt đầu nhanh tay lấy 19,9 triệu. JBL hàng khủng, 2 bát 40. 19,9 triệu là bèo lắm rồi các bác ạ, quá bèo rồi. Tiếp theo nữa là sang đến em Tannoy. Ôi giời ơi, con này thì đẹp mỹ mãn luôn. Các bác nhìn hai cái chân của nó. Đây là đôi loa Tannoy 615 2i, 615 II. Tannoy 615 khác, Tannoy 615 trơn, Tannoy 615 khác, Tannoy 615 II đó khác. Các bác cứ search hộ em. Và những đôi này những năm 2016-2017 nó đã gần 20 triệu rồi. Đấy, e căng có đầy đủ, tất cả e căng này để trên này là của Tannoy rất đẹp. Nói chung là như thế này là quá là đẹp, hàng bãi như này đẹp lắm rồi quý vị, đẹp thế thôi, đẹp hơn nữa. Đôi này có giá là 22 triệu. Đây, em quay phía dưới cho quý vị. Đây là đôi Tannoy này, Tannoy 615, Tannoy 615 hay Tannoy 615. Nó nhiều dòng lắm. Đấy, Tannoy 615 nó nhiều lắm. Đây, nó quá đẹp luôn, cái đế này, cái đế chân của nó này, ba chân rất là chắc chắn và đẹp. Cái đế luôn. Còn dòng loa Tannoy thì không quảng cáo nhiều. Nó là một trong những dòng thương hiệu nổi tiếng số 1 rồi. Đây quý vị cứ nhìn thấy nó vàng vàng, quý vị biết là tại sao? Ánh nắng này, này, ánh nắng này, em nhìn này, em che ánh nắng, quý vị nhìn thấy chưa? Ánh nắng đang che nó hắt vào, tự nhiên nó trội luôn, nó vàng khè lên. Không có bác lại bảo tại sao nó bị mốc hay nó ố nào. Em ơi, nhấc dịch đôi loa này thụt vào trong cho anh tí. Nó dính ánh nắng nó hất vào, không các bác lại bảo là nó lại bị mốc hay bị vàng, nó ố vì ánh nắng nó mạnh quá nó vào. Đấy, rồi. Đôi kia nốt đây kia rồi anh. Để anh cho các bác nhìn loa cho nó thực tế. Không nó lại bảo tạo đây. Các bác nhìn nó đẹp chưa? Lúc nãy em muốn cho nó tiến ra nhưng giờ em phải cho nó thụt vào cho các bác nhìn cho rõ, chứ không là ánh nắng buổi chiều nó hất vào cứ vàng khè lên lại cứ tưởng mốc mới lại bị bẩn. Như thế này là quá đẹp rồi, đẹp không thể nào đẹp được hơn nữa. 2 bát 20 trên cùng là tổng trục. Đây phải nói là một trong những đôi loa, nếu dòng Tannoy tầm loa cây như này là em là dòng loa em bán con này là con cảm thấy cao cấp nhất trong 2-3 tháng gần đây. Về dòng Tannoy này, thật ra em cứ dập dòng bình bình dân để cho các bác có vừa tiền chơi, nhưng đây là đôi này là đôi cao cấp rồi. Mặt trên này của em nó được thiết kế với hoa văn như kiểu là thảm đá rất đẹp, giá 22 triệu. Đấy, 3 bát 20. Em nó cao khoảng độ, xem nào, em đo luôn, đo kích thước khoảng là cái gì nữa, đo kích thước luôn. Kích thước của đôi loa này có kích thước là 1m02, chiều cao 1m02, chiều cao 1m02, chiều ngang là 32 phân, chiều ngang 32, chiều sâu tính cả ê căng, chiều sâu tính cả ê căng là 24 phân. Đấy là chiều ngang, em tính loa nhé, em không tính đế nhé. Nếu mà tính đế của các bác này, các bác tính đế chiều ngang của nó, đế này để bác thả được chiều ngang của nó là 40 phân, chiều ngang 40 phân, đế đấy, chiều ngang, còn chiều sâu của đế này, chiều sâu của đế là 30,
Đấy, nên nhớ như vậy, chứ không là nhiều bác nào về là do cái chân này này thả vào thì nó bị vướng nhà. Hoặc là nếu mà nhà bác nào vướng quá thì bỏ chân đi được, nhấc được chân rơi mà. Chân này nhấc rời được, nhấc rời ra, đặt chân lên kệ được. Còn tiếp theo sang đến con JBL khủng này, 2 bát 40 này. À, con này phải nói là to và đẹp nhất trong mấy tháng gần đây em bán, nó to nhất. Vào cái mức giá là 19.900.000 thì các bác đã đừng có mặc cả với em nữa. Những đôi này người ta bán gần 30 đấy. Bác không tin bác cứ search lên Google, em search lên các trang các bạn. Gần 30 đấy. Đây nó có 19.900.000 thôi. Được chưa? Mức giá đấy thì các bác đừng có mặc cả với em đấy. Chưa? Đây. À, con này con JBL M Pro MP225. Hàng made in USA. Như đây. Chưa? Hàng nó quá đẹp rồi. Quá đẹp, quá khủng. Sau đây em sẽ đo kích thước cho các bác. Đo kích thước nha. Đến với cái phần đo kích thước đôi loa này. Đôi loa này có chiều cao xem nào. Chiều cao của nó là 1m16,5. 1m16 đi. Chiều cao 1m16. Chiều sâu là 52 phân. 51,5. Chiều sâu 51,5. Chiều ngang 46,5. Đấy. Mức giá 19.900.000. Đây, con tép nhìn được chất không? À, còn tiếp tục đến với lại con âm ly Sony. Đây, Sony xong mới đến đời nông. Mẹ con Sony này đẹp đẹp không tí vết luôn. À, đây là con âm ly Sony TAFB720R. Con này có hai cầu AB và A cộng B. Hai cầu AB, A cộng B. Có các cổng vào đây. Đôi 46, 6 cổng vào. 6 cổng vào. 6 cổng vào. Đấy, luôn. Chưa? Có 6 cổng vào. Anh cứ lấy đi. Cứ lấy. Anh cứ lấy đi. Cái đây được chưa? Con này hàng như còn rất là đẹp. À, con Sony này có giá là 5.800.000. Em quay phía sau đây. Đây về phía sau. À, con này phía sau, con này là công điện của nó là 100V, hàng điện 100V, hàng trong nước. Quý vị nhìn này, cầu của nó cầu AB. Con này trở kháng rất dài từ 4 đến 16. Nên là đánh được rất là nhiều loa. Trở kháng 4 ohm hoặc 8 ohm, 16 ohm nó khó, nhưng đây giải từ 4 đến 16. Đánh được rất là nhiều loa. 5.800.000. Tiếp theo sang đến con Powder Nông. Con này thì không nói nhiều rồi, con này thì nó quá đẹp rồi. Nặng như cối đá. Con này chỉ thêm thùng xốp thôi. Hàng quá là đẹp rồi. Đây. À, con này là con Đờ Nông POAT10. À, công suất quý vị nhìn luôn đây. Công suất của em nó 330W. Công suất 330W. Rồi. À, con này chạy điện tối đa đến 230V. Có thể dùng điện bình thường. Con này cũng, con này trở kháng cũng dài. Dài từ 4 đến 16 ohm. Đánh được rất là nhiều loa luôn. Không kén chọn cả hai cầu. Đây. Bên này vậy, con này có giá là 10.800.000. 10.800.000. Con này có giá 10.800.000. Đây, em quay mặt trước cho quý vị nhìn. Bác nào không nhanh thì không đến lượt. Nói tóm lại là nó không có một vết xước nào đâu. Không có một vết xước nào luôn. Không một vết xước nào luôn. Này. Đây là cái mấy cái chấm chấm này là cái chấm mồ hôi thôi. Không có vết xước nào luôn. Không có vết xước nào luôn. À, tiếp tục sang bên này nữa. Bên này đây. À, bên này là con Vitas. Con đầu CD. Vitas. À, con này quý vị nhớ là con này chạy điện 100 nhé. Nhớ là điện 100V đấy, em ghi điện 100V luôn cho. Riêng con này phải gắn điện 100V.
điện này 100V nhá. Đấy. À, hai bên đây là hai con nắp để lắp CD, cửa A và cửa B. Đấy, hai con CD. Tình trạng hoạt động tốt hết. Hai vế luôn. Hai vế tín hiệu, hai vế có CD. À, đây là đồng hồ báo điện tử, đồng hồ báo điện tử này. Báo đồng hồ điện tử hết, tất cả hoạt động bình thường. Nó lại là giới thiệu đây thôi, còn quý vị đã tất cả play được rồi, tất cả hoạt động bình thường. Đây là tua này, tua nhanh gạt các nước cần này. Con này à, để cho quý vị giá 3,8 triệu. Nhớ là điện 100V. Được chưa? Đấy. 3,8 triệu. Bác nào có nhu cầu thì alo. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi.